giả mình thân mến, trong bước trình mà vô sinh của mỗi người á, thì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Là duyên hôm nay Nguyễn Thừa đang đi trên đường á, thì thấy người cụ rất là lớn tuổi, không biết làm gì, mà theo quan sát của nãy giờ của Nguyễn Thừa thì rất lâu rồi cụ ngồi một mình. Nguyễn Thừa, Thừa được biết hỏi vòng vòng thì cụ vẫn khỏe mạnh bình thường, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Tuy nhiên không biết lý do gì để cụ ngồi nãy giờ một mình. Nguyễn Thừa để lại bà cụ để hỏi coi cụ như thế nào, để giới thiệu với quý vị khán giả mình luôn nhé. Bà cụ khỏe không? Cụ ngồi đây dạ? Dạ. Cụ làm gì? Bán cái này lấy tiền hả? Nhà cụ ở đâu? Nhà bà ở đâu? Cụ vẫn minh mẫn không chị? Dạ. Bà biết không? Sao cụ con cháu đâu? Cụ ngồi đi đi con. Con cho tiền cụ. Tiền cho chú. Dạ. Đây chú cho. Cụ còn khỏe không? Đây về đây về cho. Con một. Bả đi lượm dây chai hả chị? Trời ơi sao. Tao già thấy tội nghiệp quá vậy. Sao để cho bả đi lang thang vậy trời? Sao mà để bả lang thang vậy? Vậy hả? Dạ. Dạ dạ. Thôi con gửi cho chủ cụ 50 ngàn uống nước. Trời ơi ngồi. Bánh chào con. Dạ. Có đi về nổi không? Dạ. Chắc thế mà bác mới bị lãng tay quá anh chị. Mà chị gần mặt cụ không? Tội nghiệp quá, tội nghiệp quá bởi vậy trời, thấy nó làm gì lang thang vậy trời. Khổ thiệt chứ. Ngồi nãy là lâu chứ chị. Ngồi cả tiếng ngồi. Thôi kệ tội nghiệp. Ngồi ở đây, bà nói ngồi ở đây có tiền. Dạ. Mấy cái thầy đi đồ, mấy cái gia đồ. Dạ. Thôi ngồi đây hoài không có tiền. Thôi kệ. Để dạ. Để hỏi bà uống nước không? Thôi. Ông làm cho bà ly nước kìm thừa luôn đi. Con cho nước ngoài uống nha. Ngoại ngoại về đi. Con ngoại 50 ngàn ngoại về với nước ngoại về mới uống mua đồ được rồi, ngoại đừng ngồi nữa. Để ngồi trời mưa ngoại về không được à. Dạ. Hai nhỏ đó nó ở bả chung á. Cái sao bay cái rủi ngủ đây. Rồi bay. Con lụm cho, để con lụm cho. Bám đi bả. Rồi, thấy khổ quá. Mấy đứa con gái cho bà đi không mà sao mà đi vậy trời. Có cho đâu, bà đi đi hả? Bà mất đi bà đi hả? Vậy hả? Ừ, chứ cắn gì nữa. Bà ở mình bà chứ là bà ở chung. Chung giờ hai đứa con gái, nhỏ gái á. Ở Duyên hả? Ở chung rồi, ở chung với con nhỏ con gái không có chồng. Ừ. Thằng kia thì nó mới chết đâu nay đâu mấy bữa hơn tử. Nó chết cũng còn cháu nội chứ. Nó nói còn cháu nội chứ nó uống rượu giết rồi, nó nghiện rượu luôn chứ. Mất luôn. Ngoại ơi ngoại về đi không thôi, ngồi trời mưa à. Ngoại về đi không thôi trời mưa à, không có ai chở mà về. Dẹp cầu chứ giờ. Dạ. Về ta về đi 3-4 giờ ngoại ơi. Nói sống thọ sung sướng chứ thấy bà cụ ở đây giờ mình thấy tội nghiệp quá thôi. Cỡ tuổi này mà đi lang thang nghe trời. Con mà nó không có lo. Mỗi người mỗi số mà. Chưa.
Dạ, bà cụ đó cỡ chín mấy tuổi quá. 91, 92 mà. Lớn hơn nội không? Không lớn hơn. Nó có gì ở đây nói nó 97 tuổi hay gì chứ? Đâu có. 91, 92 hả? Chú ở gần bà cụ luôn hả? Đây nè, gần đây ngoài biết, ngoài nè, ở ngoài nè, khúc ngoài nè. Dạ. Kế vật liệu xây dựng Nghi á. Có cái chòi mà tơ tả thấy không? Cái chòi của bà cụ à? Ở thuốc không mấy dạ, trong kinh kinh 15. Khổ ghê già vậy. Thì cứ ngồi ngồi suốt con giờ là hơi lãng tay mà đứng ngồi đi. Cái bán ba cái đồ mũ đó được có nhiêu tiền đâu. Dạ. Mến trong quá trình mưu sinh của mỗi người thì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên qua hình ảnh của người cụ khá là lớn tuổi, khoảng 90 mấy tuổi rồi mà vẫn còn để lang thang ngoài đường xó chợ để ngồi chừng góc phố như thế này. Nguyễn Thừa thấy rất là tội cho cụ. Cảm ơn quý vị khán giả mình đã xem video của Nguyễn Thừa hôm nay. Và nếu có đi qua xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, thấy những hình ảnh của người cụ ngồi trước gần cửa chợ lang thang, thường cụ ngồi để không biết gì, ngồi để lụm gác thì ai cũng thấy rất là xót thương. Thì quý vị khán giả nào có nhà lòng hảo tâm thì nên ủng hộ cụ, vừa để làm từ thiện mà giúp đỡ được hoàn cảnh người già neo đơn khó khăn. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem video của Nguyễn Thừa hôm nay. Thân mến kính chào và hẹn lại quý vị khán giả trong video tiếp theo.